Có mình đâu mà. Còn mình ta không tha nữa, chém luôn. Ác. Tàn ác. Vô nhân tính. Bắt bỏ tù là vừa rồi. Ông Năm vô nhân tính. Cắt tiết bỏ tù là vừa rồi. Cho ông Năm tù chung thân là vừa. Người không có nhân tính. Hello và xin chào tất cả mọi người. Lại là mình, Lanh CT đây. Yeah. Thì hôm nay mình sẽ chơi F-Cap The Dev. Nghĩa là trò kiểu chúng ta khỏi killer mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi cùng với ông Năm và Quyền BF. Thì chắc chắn là chơi trò này mình sẽ bị ông Năm cho ăn hành rồi. Nên là mời các bạn xem ông Năm sẽ cho mình ăn hành như thế nào nha. Ok, bắt đầu thôi nào, let's go. Ê, bắt ông Năm lại anh em ơi. Bắt lại. Ê, bị lắc luôn rồi. Bắt ông Năm lại, bắt ông Năm lại. Ông Năm chạy ghê quá. Có ông bị định đi rồi. Có à? Ok rồi, đi thôi. Get go. Dẫn đầu. Lính của anh không có ghê chưa? Rồi, cái map này nữa rồi. Cái map này đi lạc thấy mụ nội luôn. Ê, đừng nói nhà máy điện nha, ông Năm ghét nhà máy điện lắm á. Chính nó chưa ai nữa. Rồi, không. Rồi, đâu ghét cái nhà máy điện. Ô, chỗ này leo được hả? Ồ, chỗ này nhảy được mà giờ mình mới biết. Đó kìa, á đù. Mặc viên bộ rơm gì luôn, á đù. Ui, hú hồn chi biến. Để chết một. À, rồi luôn. À, hello ông Năm. Đây rồi. Rồi, tôi đã mắc kẹt. Ủa ba mấy ở đâu ra? Ui da. Đi luôn. Đây rồi, hết cứu ông Năm được rồi. Rồi ơi. À, mày quá nãy tôi cứu ông Năm lộn Năm không đi luôn rồi. Nó kế bên đó luôn ông Năm ơi. Giờ chỉ biết núp thôi. Rồi đi luôn rồi. Ông Năm đi luôn rồi. Đây cái đậu xanh rau muống nó. À. Dí sát đít luôn rồi. À. Ôi, nó nhanh dữ vậy. Ủa nó tè le hay sao á? Ơi. Nên chưa thấy dấu hiệu gì hết, chém đi luôn rồi. Đủ xanh. Đi hết rồi. Cái gì? Lát ông Năm sẽ phá luật. Làm gì? Để xử hai cái này. Xử ha. Ok, rồi. Cho ông Năm xài con mạnh nhất ha. Rồi đi canh thôi, ông Năm có bị bắt đi không? Lát thiệt luôn. Ê, em cũng lắc luôn rồi. Ê, em làm kêu lơ. Ru. Ờ. Có một con để chọn à. Nên thua rồi. Có một con để chọn rồi nên là Lanh thua rồi. Nó Lanh làm kêu lơ dở lắm. Để Lanh không sao Lanh. Không thì tắt kêu lơ để không anh tìm mình. Cái đứa mà cái mặt xoay vòng vòng đứa nào đứa kêu lơ nãy nha Lanh. Đứa ông nhỏm nhách á. Đứa ông nhỏm nhách hả? Mà... Tên là gì vậy? À rồi, ai le. Cái đứa ông nhóm nhanh nhằn. Cà khịa lại chứ, làm đâu có thua. Cà khịa lại liền. Ông Năm vô nhà của anh chơi đây. Kìa, tôi lưng. Nãy hả? Nhà đó. Trong nhà, chạy ra, chạy
Chạy ra rồi. Đi nữa con ơi. Đứng lại. Rách trên môi đây. Ui da, độ xanh nó leo rồi. Trời ơi, con này con lại chưa lợi tẹo quá. Nguyên, tăng nít cho anh. Gì nó, đứng lại. Ủa nào nằm đây đây. Vậy nó con ơi. Nó mất tiêu rồi. Trời ơi, quyền bán quá quyền. Đây hai đứa, này hai đứa này giết nó còn. Ờ, đang đứng nói chuyện, bàn kế hoạch được cái kiểu rồi. Bàn kế hoạch nhưng mà chắc sẽ vơ con. Rồi, quyền đây rồi. Ủa? Ở đâu quyền đây? Đúng rồi, đi. Mới thấy ông nào đi á. Mới thấy ông nào đi á. Hình như Hương Nguyễn đúng không? Đâu Hương Nguyễn đâu? Này mới Hương Nguyễn hả? Vậy nãy ông phải Hương Nguyễn. Ủa Hương Nguyễn mà, Hương Nguyễn kêu lo mà chạy đi lanh kìa. Thấy chưa? Vậy cái nãy cái người mặc áo trắng nãy là Hương Nguyễn á, chắc luôn. Sẽ tìm đỏ nữa rồi ta. Ê rồi thấy công chuyện nữa rồi. Tới công chuyện nữa rồi. Hương Nguyễn dí rồi. À cái map này ít chỗ trốn quá ông Năm ơi. Map này hơi bị ít chỗ trốn đúng không Năm? Quyền. Quyền. Sao đầu tôi ấy Quyền ơi. Cái đầu xanh nó kìa. Ê nó kìa. Tới công chuyện nữa rồi. Ông Năm ơi, xa đầu con ông Năm ơi. Đau quá trời đau. Nó cạp đau quá ông Năm ơi. Rồi tới ông chuyện luôn rồi. Rồi xong rồi Lanh mình thấy rồi. Không Lanh chui vô nhà Lanh ngủ rồi. Ủa đậu xanh cái nhà lủng lỗ. À rồi đi luôn. Rồi win rồi, chạy thôi anh em ơi. Anh kêu lo đặt bẫy kìa. Ờ kêu lo xét ông Năm luôn, ai cứu được ông Năm. Chạy lớp gì nữa ông Năm ơi, dẫn đường. À, à, chạy kêu lo sắp dí tới rồi. Giờ chúng ta lại tiếp tục win. Sao đầu con cái ông Năm rồi ông Năm. À ơi da, ai mà hủ hồn chị mé. Mấy ông nói đi rồi. Nè, bàn chuyện gì cho ngồi nghe ké cái coi. Ê, em làm kêu lơ nữa, vãi nồi. Lanh lại làm kêu lơ tiếp rồi. Tới mùa của Lanh rồi, Lanh làm kêu lơ dữ quá, mà Lanh làm kêu lơ dở lắm. Buồn ghê. Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải trả thù ông Năm. Trả thù ông Năm đi lên đi. Ông Năm tức. Ông Năm sợ rồi. Ông Năm rén rồi. Đầu game mất công. Ông Năm chưa ra cửa được nữa. Càng rồi. Đặt cái bẫy dưới trời cái cười. À, nút đâu đây? Ê hello ông Năm chạy đi đâu đó? Một một cái. Thách ông Năm ra khỏi nhà. Ông Năm ra khỏi nhà cái.
Ông Năm ra khỏi nhà chơi đi ông Năm ơi. Đập cái trời nè. Ê, hello anh bạn, đông quá vậy. Rồi chỉ ông Năm tiếp. Hello, ông chạy nhanh dữ vậy bay. Ê, hình như ông đi đường này. Tôi sẽ bọc đầu lại, ấy giờ kẹt rồi. Ê, ông chẩn thân di thật hả? À đây, ông đây. Ui dồi, mém nó chém chính rồi. Né ghê dữ trời. Né ghê dữ. Chém hoài không dính luôn. Cái độ xanh ông lại lách ghê dữ. Ở đâu mất tiêu rồi. Cười như được mua. Đậu xanh nè, nhảy nhảy. Ê da. Ủa cái cửa đâu? Ê hello. Hôm nay là tôi chỉ dí ông Năm thôi, không dí ai hết, dí mình ông Năm. Ô đâu mất tiêu rồi, nhanh quá vậy. Thích leo hả, đặt bẫy hết luôn. Chỗ nào leo được đặt bẫy hết. Ô đâu rồi? À đây, thấy rồi. Cười như được mua. Bảy tiếp này con. Bảy tiếp. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Ôi đi chơi xíu rồi, xíu với ổng. Ổng với ổng chạy nhiều quá, ổng mỏi chân. Sau đây là cuộc đua marathon giữa ông Năm miền Tây và Lancaster. Ôi, ông Năm miền Tây thì mặc dù ổng tuổi đã già nhưng mà ổng leo rào rất là ghê. Không biết ổng leo, ổng rách bao nhiêu cái quần rồi nữa. Ông leo ổng rách hết ít nhất cũng phải mấy trăm cái quần xong rồi. Ổng ấy, ông này đứng đổ xăng vui dữ rồi. Đổ xăng vui dữ. Tại thấy hai hàng nó đứng nó bàn luận, nó vừa bàn luận nó vừa đổ xăng ghét quá chém. Đâu? Ra cửa nào canh chơi coi. Hey hello mọi người. Đâu rồi ông Năm chỗ nào? Thế chứ tim ngay đây, giờ ngay đây có cái này. À đây không phải ông Năm. Ông đi canh cửa đi. Thách ai dám vô cái cửa này luôn á. Mọi đứng đây chơi nè. Đó. Ê, ôi, ê, ông Năm mất rồi. Ông Năm mất rồi. Ông Năm mất rồi, ông giật giật tàn hình xong ông mất tiêu rồi. Rồi. Rồi ông xử lý hai thằng hát đi ông Năm. Nó còn trong đây không? Hình như nó ao hay gì rồi, ông Năm ơi. Nó ao rồi. Ao luôn rồi ông Năm ơi. À rồi rồi, thấy bóng dáng nữa rồi. Rồi không đi. Chưa gì thấy bóng dáng ngày đó rồi. Rồi ông Năm ghim quyền rồi. À rồi tới ông chuyện luôn. Trời ơi, đi luôn rồi.
Ừ, rồi xong bạn là nạn nhân rồi. Rồi ông chơi hù ma nữa rồi, tới thui rồi. Nhà này không có cửa nữa bà, Sida dữ rồi. Nhà đâu? Tội quá. Ủa, bị dính phát rồi. Rồi xong là chính cái tia rồi. Ơi nhà này Sida vậy, không có cửa luôn bậy. Cái đậu xanh nhà này cùi bắp quá. Cái đậu xanh nó nhà này nhà này lỏ quá. Ui da, hú hồn. Rồi ông đập luôn rồi bậy ơi. Ê à, rồi tới ông chuyện rồi. Ây da, trời ơi, qua nửa cái hàng rào rồi còn chọc đít nữa. Qua nửa cái hàng rào rồi nghe, còn chọc dính luôn, mới ghê thiệt chứ. Ông test game. Cú, ai, cú dơi. Nãy giờ tính giờ nãy giờ chưa chém ông năm chết phát nào, ông quất mình phát đi luôn. Quá là ghê. Ai cứu với? Không ai cứu luôn rồi. Ai cứu tôi với? Ê sao không thấy ai hết vậy? Alo. Ủa còn ai trong đây vậy? Còn nhiều mà, không thấy ai hết á. Nó nấp hết lại, ông Năm ghê quá mà. Rồi lanh đi luôn mày. Không ai cứu luôn. Nó nấp hết giờ rồi, ông Năm làm dữ quá. Ê, sắp đi rồi. Không ai chạy đâu cứu luôn. Rồi luôn rồi, đi chắc rồi. Ông còn sống không Nguyễn? Ông còn không? Ông còn trong đây không? Nhanh lên anh bạn ơi! Sắp chết rồi! Ô, mém đi! May quá, ông này đã cứu. Ừ đúng rồi, so đầu đi. Để cậu đi luôn rồi. Bây giờ ông Năm chém cái là tôi đi luôn á. Rồi, xong lên đây, ông chạy cái chỗ ông Năm luôn á. Cái đậu xanh gì vậy? Ê rồi đậu xanh cái tia laser rồi. Vô nhà lẹ lên đi. Đậu xanh vào muốn. Ủa cái này nát bét rồi, thấy cái mẹ rồi. Không có cửa luôn. Ê đi luôn. Đang định chạy ra đóng cửa ổng bụp luôn. Ê rồi ổng canh ngay chỗ mình luôn chứ. À, sao đổ lè vậy ta. Ê. Bạn cứu ông Năm ơi, đừng. Ôi nhà không có cửa luôn, bể cửa rồi. Ê. Ừ ông Năm ơi. Đừng. Ui da. Ây da. Chạy đi tẩy đẹp lên ơi. Đâu rồi? Ơi hù hoài bay. Ủa cái nến đâu? Tha ông Năm ơi. Trời ơi đậu xanh ổng không tha luôn bây. Ông Năm hãy đợi đấy. Ông Năm hãy đợi đấy. Còn mình ta không tha nữa, chém luôn. Ác. Tàn ác. Vô nhân tính. Bắt bỏ tù là vừa rồi. Ông Năm vô nhân tính. Cách tiết bỏ tù rồi vừa rồi. Cho ông Năm tù chung thân là vừa. Người không có nhân tính. Cho ông Năm tù chung thân là vừa lắm rồi. Trong thời gian rảnh Lanh sẽ đi tu luyện trong đây để trở thành một bờ rồi chính hiệu. Để không bị ông Năm thọc đích. Để có gì ông Năm không bị ông Năm thọc đích.
Học kỹ năng leo dừa cho ông Năm khỏi leo bên cây dừa. Không, con kêu lờ của ông Năm nó mập lắm, nó leo không được đâu. Ông Năm lên đi giảm cân cho con kêu lờ ông Năm rồi, ông Năm hãy leo cây dừa. Ủa gì vậy? Ông Năm hả? Ông Năm kêu lờ tiếp hả? Trời ơi, ổng dí là tôi toát mồ hôi nãy giờ luôn á. Trời. Killer buồn ngủ rồi, không biết lần này Killer sẽ như thế nào đây. Thấy cái con gì kia à. Mới đâu. Cái đậu xanh vô bốn ổng tê le kìa. À. À. Rồi vậy ở đây là ngu rồi. Chạy ở đây là chạy ngu rồi. Chạy bị kẹt vậy ta. Ui dạ. Ui. Cái chỗ này đông đông người để làm loạn ông Năm. Ui dạ. Trời ơi, mém nổi chọt lũng đít rồi. Ui da, trời ơi, chui qua rồi, chọt dính luôn. Sao ổng chọt ghê dữ vậy? Chui ra một nửa xong rồi chọt dính luôn. Mấy cái nồi. Nồi xong một bình xăng. Trời ơi. Ai da. Rồi nữa rồi, báo tới nữa rồi. Ông Năm vô dân tính tới nữa rồi. Bạn có thể được đặt tránh killer cả các chi phí là sao? Nè, lần này ổng chém tôi cái nữa là thành ông Năm bất nhân tính, không còn một miếng nhân tính nữa. Ê, sau này biến thành cái thánh giá luôn rồi. À, tê le tới là không không còn con buồn nhìn nữa hả? Đúng rồi, tê le tới là ông tê le được nữa. À. Coi như ông Năm có nhân tính. Em ơi, chạy trên lên ơi, ông Năm đang sao lên kìa. Ôi chết luôn rồi. Đi luôn rồi. Thọt ghê quá. Chết tiếp rồi. Lại hơn quá, nhìn vẫn được cộng 20 tiền. Đúng rồi. Bye bye ông Năm. Bye bye mọi người, tôi cũng thắt live stream đây. Chơi cái gì ta? Em clip the dip này nó nóng quá. Tát mồ hôi luôn, mỗi lần bị ông Năm dí là toát mồ hôi luôn. Bye bye. Bye bye, tôi cũng nghỉ đây.